Thầy võ sĩ, và chúng ta bắt đầu lại với một cú rờ ve rất chính xác của Minh Nhật, và đó là một cú gối mày may cho chúng hôm nay. Và một võ sĩ có thực xem là võ sĩ chủ nhà Nguyễn Trung Hải. Và trận đấu đã mở ra với một cú đấm phải chính xác của Minh Nhật, và ngay lập tức Minh Nhật sử dụng kỹ thuật thích đào sở trường của mình, thứ đã giúp anh gây ấn tượng ở vòng loại miền Nam năm 2022. Và thưa quý vị, sau cú đấm đầu tiên của Minh Nhật thì máu đã rơi trên khuôn mặt của Trung Hải. Và bây giờ thì Trung Hải đã phải buông ra rồi. Nhưng anh đã vào lại được gắt gạt. Và như vậy là tình huống xử lý trên sàn đã trôi qua. Hiệp đấu đầu tiên còn 1 phút nữa. Tôi đã có thể thấy cái tay phải của Nguyễn Trung Hải đang phần bị mỏi rồi sau tình huống nỗ lực bẻ vào rồi. Nỗ lực đẩy đối phương vào thành lồng. Mà theo tôi, đây là cách để Trung Hải có thể lấy lại được thể lực sau khi đã bị đối phương đè trong suốt hơn 2 phút vừa qua. Chính xác hơn là hơn 3 phút. Hiệp đấu thứ nhất nếu khép lại mà không có chiến thắng no out hoặc no out kỹ thuật cho bất cứ một võ sĩ nào, đặc biệt cho Minh Nhật, thì đó có thể coi là thành công cho Trung Hải. Đây là một hiệp đấu khó khăn cho võ sĩ của Dragon MMA. Một đòn trỏ rất đẹp mắt ở cự ly áp sát của Minh Nhật, và bây giờ là slam. Một đòn slam chắc chắn sẽ khiến Trung Hải phải tốn rất nhiều thể lực. Tuy nhiên ngay lập tức anh đã dính một đòn đạp cao đến từ Minh Nhật. Như tôi đã nói thì cảm giác đòn của Minh Nhật là rất tốt. Tuy nhiên lại là một sai lầm khi cố gắng bắt lưng. Võ sĩ ở góc đài xanh đang ôm ghi lấy phùng bụng của Minh Nhật. Cũng không có một thế đòn gì đáng kể có thể tung ra được trong tình huống này. Những tình huống lên gối tốt lại đang đến từ phía võ sĩ giáp đỏ Trung Hải. Trọng tài Mạnh Tùng vừa tách hai võ sĩ, và chúng ta bắt đầu lại với một cú rờ ve rất chính xác của Minh Nhật, và đó là một cú gối mày may cho Trung Hải là anh không dính đòn ở tú vừa rồi. Thực sự rất may mắn cho Nguyễn Trung Hải khi mà cú rờ ve vừa rồi không thực sự trúng đích, và quyết định bẻ chân. Hai người cùng bẻ chân nhau. Rất hồi hộp, cả hai đều đang ở trong tư thế khóa và đang cố gắng bẻ cổ chân của đối thủ. Để thực hiện một đòn straight ankle lock thì sự là phải có thể khiến cho đối bây giờ thì Minh Nhật là người nắm chân nhưng không thể thành công. Rất khó. Phải nói là rất kinh nghiệm. Một đòn áp kích, lại là áp kích. Trọng tài cần dừng trận đấu khi mà cú đá đã trúng đầu. Một cú đá trúng đầu ở tư thế nằm. Máu đang chảy rất nhiều trên khuôn mặt của Trung Hải, và trọng tài Mạnh Tùng đã phải dừng trận đấu để võ sĩ ở góc đài xanh được chăm sóc y tế. Đây thực sự là một lỗi của trọng tài Hoàng Mạnh Tùng khi anh không dừng trận đấu, khi mà Trần Minh Nhật tung hàng loạt cú đá vào đầu của Trung Hải khi cả hai đang ở trong tư thế nằm. Đáng lẽ chúng ta nên có một tình huống can thiệp sớm hơn. Thời gian dừng lại ở 3 phút 44 giây. Chúng ta cùng theo dõi. Các bác sĩ sẽ xử lý các vết thương của Trung Hải như thế nào. Có thể nói là cho đến thời điểm này của buổi tối ngày hôm nay thì cả ba võ sĩ của võ đường Liên Phong đều đã chơi quá xuất sắc trước những đối thủ của họ. Và theo quan điểm cá nhân của tôi thì với việc trúng nhiều đòn như thế này, khả năng không nhỏ là Trung Hải sẽ phải dừng thi đấu thôi. Theo quan điểm của tôi là như vậy. Chúng ta sẽ cùng chờ xem.
Tôi tin rằng trọng tài Hoàng Mạnh Tùng cần tập trung hơn sau tình huống vừa rồi. Các đòn đá trúng đầu đối phương ở tư thế nằm sẽ tạo ra một lực chấn động lớn hơn rất nhiều. Ở thi đấu Lion Championship 2023 với các võ sĩ hạng A đã cho phép những đòn bảy chân, bảy hàm và vặn cột sống. Tuy nhiên, những đòn cấm chung thì vẫn là những đòn tấn công bằng chân và vùng đầu đối thủ đang ở trong tư thế 3 điểm chạm hoặc tư thế nằm. Chúng ta đang cùng chờ đợi sự trở lại của Nguyễn Trung Hải. Như vậy là sau khi được chăm sóc y tế thì bây giờ Trung Hải đã có thể trở lại. Hiệp đấu này còn 1 phút 16 giây nữa nhưng thực sự là những khó khăn đang ở phía trước. Trung Hải đang nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các bạn bè, từ những người đồng đội của anh ở Dragon MMA. Và cả Trần Minh Nhật nữa với một hành động rất fair play. Bây giờ trận đấu sẽ tiếp tục. Nỗ lực double leg không thành công của Trung Hải. Chuyển qua single leg. Thấy Trung Hải rất khỏe, tuy nhiên lúc này thì Trần Minh Nhật vẫn đang trụ được sức nỗ lực kéo ngã của anh. Bây giờ là Grand Pound. Đó là một series những đòn đấm tiếp theo hướng về vùng mặt của Trung Hải và trọng tài Mạnh Tùng đã can thiệp. Trận đấu dừng lại hoàn toàn hợp lý theo điểm của chúng tôi. 4 phút 29 giây. Thực sự đây là một trận đấu tôi tin rằng sẽ rất cảm xúc với cả hai khi Trần Minh Nhật dường như cũng không hài lòng với những hành động ra đòn phạm luật của mình. Và Nguyễn Trung Hải chắc chắn anh cũng rất tiếc. Cả ba võ sĩ của võ đường Liên Phong cho đến thời điểm này đều giành chiến thắng. Và thậm chí ấn tượng hơn đó đều là những chiến thắng knock out hoặc knock out kỹ thuật. Có thể nói là việc tập luyện ở võ đường Liên Phong, việc được sparring với những người thầy lớn rõ ràng đã mang đến rất nhiều tiếng. Bây giờ là gia đình của võ sĩ từ võ đường Liên Phong. Và anh Hoàng Long ạ, đây chính là chiến thắng đầu tiên của Trần Minh Nhật tại Lion Championship. Mặc dù anh đã thể hiện rất tốt ở trong các trận đấu ở mùa giải trước, tuy nhiên may mắn vẫn chưa đến với anh. Chúng ta có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc trên đôi mắt của Trần Minh Nhật. Thực sự. Thưa tất cả quý vị và các bạn, một buổi tối mà chúng ta có quá nhiều cảm xúc. Liên tiếp 3 trận thi đấu đều khép lại bằng những chiến thắng knock out. Và bây giờ một lần nữa hãy dành những tràng pháo tay để cùng chúc mừng chiến thắng knock out dành cho gấp lại đỏ Trần Minh Nhật.